Sáng ngày 22 tháng 6, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Metro số 2 tuyến Bến Thành Tham Lương với kinh phí hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1, từ Bến Thành đến Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó có 9,3 km đi ngầm và 2 km đi trên cao với 11 nhà ga, chạy dọc đường Cách Mạng Tháng 8 và Trường Chinh, đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, cùng với khu vực đổ tàu Depot Tham Lương tại quận 12 với diện tích 25 ha. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro với tổng chiều dài 220 km với kinh phí hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư và các tư vấn, nhà thầu tiếp tục triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng. Với những khu vực có điều kiện thi công chật hẹp thì phải đảm bảo tổ chức thi công, ứng dụng công nghệ hết sức hợp lý để tránh gây ùn tắc môi trường và mỹ quan đô thị được đảm bảo. Ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Vũ Anh Tuấn, 48 tuổi, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị N, 46 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, có con trai là Nguyễn Đình Chính, 28 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ và khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi xét xử sơ thẩm, chị L đề nghị ông Quy là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho chính trong giai đoạn truy tố và xét xử, làm đơn kháng cáo và đưa 1,5 tỷ đồng cho ông Quy để tìm cách xin giảm án cho chính. Ông Quy đã gặp và đưa cho Vũ Anh Tuấn số tiền 600 triệu đồng để nhờ người này tìm cách xin giảm án cho chính. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Đình Chính. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, chị L gặp ông Quy để yêu cầu trả lại tiền. Ông Quy điện thoại yêu cầu Tuấn vào Hà Tĩnh để gặp gia đình chị L. Khi gặp, Tuấn đổ lỗi cho ông Quy không đề nghị hoãn phiên tòa, làm lỡ việc của Tuấn. Sau lần gặp gỡ này, chị L nhờ Tuấn giúp đỡ để xin giảm án cho con. Từ cuối năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, chị L đã đưa cho Tuấn tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Khi chị L nhiều lần đòi lại tiền thì đến nay Tuấn mới trả lại cho chị 200 triệu đồng. Với chứng cứ đã thu thập, có đủ căn cứ xác định Tuấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị L số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Mới đây phản ánh tới báo Sài Gòn Giải Phóng, ông T, sinh năm 1954, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết mình là nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chương trình chạy quảng cáo sản phẩm thời trang của tập đoàn CWU, khiến ông mất gần 300 triệu đồng trong vòng vài giờ. Một trường hợp cùng bị lừa khác là ông L, sinh năm 1952, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, mất gần 15 tỷ đồng vì nghe cuộc gọi của người xưng là cán bộ công an vào giữa tháng 4 năm 2023. Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tội phạm lừa đảo trên không gian mạng luôn thay đổi phương thức thủ đoạn. Do đó, gần đây nổi lên việc tuyển cộng tác viên trực tuyến. Các đối tượng mạo danh nhân viên của trang thương mại điện tử lôi kéo người dân bán hàng với hoa hồng cao từ 10% đến 40%. Ngoài ra, ZaloPay vừa thông báo với người dùng dịch vụ này cần cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện. Đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên của ZaloPay để liên hệ khách hàng bằng hình thức nhắn tin, email hoặc liên hệ trực tiếp để hỏi những vướng mắc khi sử dụng dịch vụ. Từ đó, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 tại gia đình ông L, sinh năm 1965 ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn. Thời điểm này, trong nhà có ông L cùng con gái là chị T, sinh năm 1988 và cháu ngoại 3 tuổi, con gái chị T. Sau hơn 2 giờ, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ông L được phát hiện đã tử vong ở khu vực cầu thang nhà 2 tầng, chị T và con gái tử vong tại khu vực nhà tắm. Theo thông tin của ông Nguyễn Văn Trung, hàng xóm của gia đình ông L cho biết đã nhận được điện thoại của ông L cầu cứu, cùng đó có nghe thấy tiếng la hét của các nạn nhân.
ghi nhận toàn bộ căn nhà 2 tầng, khu vực xưởng xe ô tô tải và các vật dụng khác của gia đình ông L bị lửa thiêu rụi. Gia đình ông L làm nghề thu mua vải vụn phục vụ sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Ngày 22 tháng 6, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, đã có chỉ đạo xử lý nội dung thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh liên quan đến công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy cho người dân tại thị trấn Đắk Rờ Ve bị đục, khiến người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe. Ông Võ Văn Lương cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Con Rẫy giải trình, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến nội dung báo chí phản ánh về chất lượng nguồn nước, công tác quản lý vận hành nước sinh hoạt thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là việc đã được cử tri ý kiến nhiều lần, Ủy ban Nhân dân huyện đã thường xuyên chỉ đạo nhưng thực hiện không hiệu quả. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, nhiều năm nay, nước sinh hoạt tự chảy phục vụ người dân thị trấn Đắk Rờ Ve, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, bị đục vào mùa mưa, khiến dân lo lắng ảnh hưởng sức khỏe nên không dám dùng. Khi được hỏi về việc huyện có hướng đầu tư nâng cấp hệ thống nước cho dân không, ông Nguyễn Quang Thạch, Bí thư Huyện ủy Con Rẫy cho biết, hệ thống nước này được đầu tư bài bản, còn nước đục chắc do mưa. Ngày 22 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, theo phản ánh của hành khách đi tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại, hiện nay một số tàu chạy với tốc độ quá cao, không phù hợp với chiều cao sóng, làm cho hành khách say sóng, khó chịu trên suốt hành trình. Do đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý phổ biến cho thuyền trưởng lái tàu chạy với tốc độ phù hợp với điều kiện thời tiết con sóng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các chủ tàu cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của hành khách để nâng cao chất lượng phục vụ. Đến nay, tuyến Phan Thiết - Phú Quý đang có 6 tàu cao tốc hoạt động.